Rồi, ok, chào bạn, chào quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục với Ngọc Rồng nha. Hôm nay thì mình sẽ không chơi game, nhưng mà mình vẫn để cái màn hình game đây để gọi là để tượng trưng ấy, làm nền thôi, làm background tí. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về bốn cái ý tưởng fanmade mà mình tự làm. À không, cái này gọi là quânmade rồi. Bởi vì hoàn toàn là do mình tự vẽ ra, mình sáng tạo ra các bạn. Đó, và cái này nó chỉ mang tính góp ý thôi và mình biết là nó sẽ không thể thực hiện được đâu. Đó. Thì ở đầu clip mình cũng nói luôn, đó là mấy thanh niên mà không thích đổi mới thì xin mời đi ra ngoài. Không có cái kiểu vào đây comment là mày bị rảnh à, hay là bắt bẻ là cái này là ngoại truyện, cái này nó không theo cốt truyện, các thứ thì xin mời đi ra ngoài. Ok. Mình đúng là mình đang rảnh bởi vì dạo này dịch dã nó nhiều ấy. À, dịch dã bây giờ nó tình vẫn phức tạp lắm. Mình ở nhà mình cũng chả có gì để làm cả, nên là đúng là mình đang rảnh thật. Đó. Với cả là mình cũng đang theo chuyên ngành thiết kế, mình học thiết kế không các bạn? Nên là cái việc mà ngồi thiết kế nó không theo một mục đích nào cả, nó là cái đam mê của mình rồi. Nên là hôm nay chia sẻ cho bạn để gọi là làm giải trí thôi, chứ thực ra nó không không thực dụng, nó không thực tế trong ngày đâu, bởi vì mình biết là nó sẽ không bao giờ update ấy, bởi vì nó có nhiều lý do. Nhưng mà mình vẫn chia sẻ. Ok. Đầu tiên đó là đây, phòng tập thời gian. Cái ý tưởng về phòng tập thời gian này thì cũng các bạn cũng tranh cãi khá là nhiều, đó là nó khá là giống bên gọi rồng. Bởi vì tại sao các bạn lại không nghĩ đó là theo cốt truyện, đúng không? Nó cũng là theo cốt truyện mà. Để mà tránh bị đụng hàng bên gọi rồng ấy, thì chúng ta sẽ thay những con này bằng những con là những con boss. Nó không phải là những con quái nữa mà nó là những con boss. Đó. Và đây mình có vẽ ra hình ảnh mô phỏng với các bạn. Đó, đầu tiên là một thằng Goten và Mabu, hồn ma. Đó, tất cả đều hồn ma. Ở trong cái tập này ý, thì Goten và Trunks đã dụ Mabu vào trong phòng tập thời gian và hai đứa hợp thể lại. Nó đã kết hợp ra cái chiêu này. Đó, sinh ra cái hồn ma ở đây và Mabu rất là khó khăn. Mà mình không hiểu tại sao Mabu lại bắt chước được cả kỹ năng này của Goten. Đó. Thì hai đứa đánh nhau trong phòng tập thời gian thôi. Và ở đây cái ý tưởng của mình ý, đó là có hai con này sẽ là hai con boss và nó sẽ xuất hiện theo khoảng 30 phút một lần và đánh bại được boss ý, chúng ta sẽ được một cái phần thưởng ngẫu nhiên, ví dụ như là vàng, đồ, ngọc các thứ. Đó, để cho các bạn kiểu có thêm một cái gì đó đổi mới đi. Đó, thay vì là những con quái để chúng ta trên training như bình thường thì đây sẽ là những con boss. Ok. Thì sẽ không bị đụng hàng như ngọc rồng nữa và nó đều là đi theo cốt truyện của Dragon Ball. Ok. Rồi, cái ý tưởng tiếp theo đó là về thanh kiếm Z. Đây. Cái kiếm này thì Gohan, sau khi Gohan lên tập luyện với tổ sư lên tập luyện lên hành tinh Kaio ấy, cùng với Kaioshin và Kibito, thì Gohan đã thử nhấc thanh kiếm lên và cuối cùng là Gohan là người đã nhấc được thanh kiếm lên và sau đó là sẽ phá vỡ giải phóng cái ông cụ tổ Kaio bị phong ấn trong thanh kiếm này rất là nhiều năm rồi. Và ông ấy đã giúp Gohan đánh thức sức mạnh của mình và mở khóa được một trạng thái mới tên là Mystic Gohan. Đó. Thì cái thanh kiếm Z này ấy, Gohan đã sử dụng để luyện tập. Thế là mình nghĩ là nếu mà để nó là một cái biểu tượng PT thì cũng hay, đúng không? Đó, có thể tăng sức đánh cho cả PT. Ví dụ PT nếu mà có thanh kiếm này này thì nó sẽ tăng 5% sức đánh hoặc là nhỏ hơn. Tùy. Và giá cả thì mình đề xuất đó là khoảng 1.000 ngọc. Hoặc là như nào thì tùy. Đó. Và cái hình ảnh của chúng ta đó là Gohan sẽ đeo một thanh kiếm ở trên lưng như thế này. Đó. Ảnh hơi mờ các bạn thông cảm nhá. Gọi thanh kiếm Z. Khá giống với đời thật đấy đúng không? À, khá là giống với trong truyện. Đó. Và nếu mà các bạn không thích thanh kiếm Z này ấy, các bạn thấy nó quá là nhàm chán đi, thì chúng ta sẽ đổi mới qua một thanh kiếm nữa, đó là thanh kiếm của Trunks. Đó là thanh kiếm S-Work. Rồi. Chính là thanh kiếm đấy. Ở cái tập này ấy, thì nó là ở ngoại truyện và Trunks đã sử dụng thanh kiếm của thằng gì nhỉ, mình quên mẹ tên rồi, cái thằng gì ở thành phố Vita, để mình quay lại mình xem tên nó đã các bạn ạ. Nói chung các bạn có thể lục lại cái đoạn phim đánh nhau với Hyorigen ấy, ngoại truyện ấy, ở Tapion đó. Thanh kiếm này ban đầu là của thằng Tapion nhá, nhưng mà sau đó thì thằng Tapion nó đã không thể trụ được trong cuộc chiến nữa và nó đã đưa lại thanh kiếm đó cho Trunks. Đây. Đó, thằng này đưa cho thằng này. Và Trunks đã dùng thanh kiếm này để tiếp tục chiến đấu. Và sau này thì thanh kiếm này đã thuộc về Trunks. Các bạn có thể xem ở trong Dragon Ball
chính truyện được, không phải là ngoại truyện đâu. Turang đã sử dụng thanh kiếm này, Turang Future Turang ấy đã sử dụng thanh kiếm này. Ok, đó, và đây chính là thanh kiếm Edgeworth của mẹ đọc liễu cả lưỡi các bạn, Edgeworth của Turang đó. Và đây là hình ảnh mô phỏng của mình nhá, mình tự vẽ đấy các bạn. Đây vẫn còn này các bạn này, thấy không? Đó, hoàn toàn là mình dùng Photoshop để mình vẽ ra nha các bạn nhá. Đó, và đây là vật phẩm rơi trên đất. Rồi. Thì cái đề xuất của mình ấy, đó là sau khi thay vì Bot Hirugan nó rơi ra đồ thần linh và trứng ma bư ấy, với hai cái đấy nó chả liên quan gì đến cái ngoại chuyện này cả, thì chúng ta sẽ có được một cái thanh kiếm Edgeworth của Turang. Và nó sẽ sử dụng giống như kiểu những cái lồng đèn trung thu này, hay là những cái biểu tượng mà đeo trên lưng ấy các bạn. Đó, nó sẽ giúp mình tăng khoảng 5% sức đánh. Các bạn thấy ok không? Và nó sẽ có hạn sử dụng tầm bao nhiêu ngày đó, hoặc là 45 ngày, tùy. Thì đây chỉ là đề xuất của mình thôi nhá. Ok. Đó, nói chung là có rất là nhiều những ý tưởng hay. Và tiếp tục chúng ta sẽ đến với đây, nói chuyện đó là Bardock và Chin Chư Lịch. Đó. Ở cái tập này mình tóm tắt cho các bạn, đó là vào một ngày đẹp trời, Frieza đã muốn xóa sổ hành tinh Saiyan bởi vì lo ngại về sức mạnh của một chiến binh Super Saiyan huyền thoại. Và sau vụ nổ đấy, Bardock đã không chết. Bardock là bố của Goku nhá. Bardock đã không chết và đột nhiên tỉnh dậy thấy mình quay trở về quá khứ, cách đây rất là nhiều năm, cái thời mà hành tinh Saiyan mới chỉ là có những cái sinh vật cấp thấp nó sinh sống thôi. Đó. Và ban đầu Bardock mình cũng không nhớ loại gì, nhưng mà Bardock đã không chịu ở cùng với dân làng và nó trốn ra một cái hang ở gần đó để nó ở. Và hàng ngày ấy, thì có một thằng dân làng bé bé, nó mang đồ ăn đến cho Bardock hàng ngày. Nhưng mà ban đầu kiểu vẫn chảnh chó ấy, đó ăn. Đó, nhưng mà đến lúc đói quá thì không có gì ăn nữa, vẫn buộc phải ăn thôi. Đó, và bắt đầu từ đấy Bardock có thiện cảm với dân làng. Và Bardock là một chiến binh Saiyan mà lương thiện nhá. Có mà mỗi tội là cố tỏ ra lạnh lùng các bạn. Đó. Chứ Bardock là một Saiyan có tấm lòng lương thiện. Và có một hôm ấy, tổ tiên của Frieza, tức là Chiến Lực. Đây, chính là thằng này này các bạn này. Các bạn có thể lên mạng các bạn search là Chiến Lực. Nhầm. Đây, chính là thằng này này các bạn này. Đó. Chính là nó. Thì mình đã tạo hình cho nó theo form của Ngọc Rồng Online. Các bạn thấy được không? Các bạn mỗi tội là nói chung là tùy từng người sẽ có những cái nét vẽ khác nhau ấy, nên là mình sẽ không thể nào mà vẽ được giống y hệt với form ở trong game được. Đó. Cái này chỉ có bên thiết kế của Ngọc Rồng Online mới có thể vẽ được chính xác hoàn toàn thôi. Còn mình thì mình chỉ vẽ được như này cũng là rồng lắm rồi các bạn, đúng không? Đó. Mặc dù là đưa vào game thì nhìn nó vẫn hơi ảo ảo một tí, nhưng mà mình đã cố gắng để vẽ cho nó theo đúng cái form của Ngọc Rồng Online rồi. Ok chưa? Chính là thằng tổ tiên của Frieza. Và mình kể đâu nhỉ? Và đến một ngày ấy, thằng này nó bắt đầu nó xuống hành tinh Saiyan để nó xâm lược. Và nó bắt đầu là đánh dân làng. Thì Bardock đã bắt đầu nhìn thấy thằng này ấy, nó đã xông vào đánh luôn. Bởi vì nhìn thằng này quá là giống với Frieza. Thì sau đó tất nhiên là Bardock sẽ không thể đánh được, bởi vì cái sức mạnh quá là chênh lệch ấy. Và Bardock đã bị đánh cho bầm dập. Và sau đó thằng này nó tiếp tục giết hại dân làng. Và đến một cái ngưỡng nào đó ấy, Bardock đã kiểu phẫn nộ ấy, phẫn nộ đến một cái ngưỡng nào đó, bắt đầu biến thành Super Saiyan. Đó, và đây chính là truyền thuyết về Super Saiyan đầu tiên do chính thằng Chiến Lực kể lại sau khi đánh nhau với Bardock. Và Bardock chính là Super Saiyan đầu tiên nhá. Thì sau khi đánh nhau với Super Saiyan ấy, thì Bardock thì thằng Chiến Lực đã bị thương rất là nặng. Và về nó đã bắt đầu kể lại, viết lên truyền thuyết về Super Saiyan. Đó. Thì sau đó cái truyền thuyết này được truyền lại qua nhiều đời Frieza. Và bắt đầu đến tương lai sau này, Frieza vẫn ghi nhớ về cái truyền thuyết về Super Saiyan. Và bắt đầu phá hủy hành tinh Saiyan ấy. Và cái nó cứ như thế lặp đi lặp lại thôi. Chính vì Frieza đã tạo nên truyền thuyết về Super Saiyan. Và chính vì thằng Chiến Lực đã tạo nên Super Saiyan. Đó. Nếu mà không có Frieza thì sẽ không có Super Saiyan. Nó là một cái vòng luẩn quẩn rất là logic với nhau như thế. Đó, và đây là tạo hình hai nhân vật của mình. Và cái ý tưởng của mình ấy, đó là chúng ta sẽ quay trở về quá khứ.
nhá, nhân vật Bardock sẽ nó là sẽ là một NPC giống như kiểu Trunks ở bên trái đất ấy, và nó sẽ mặc định là đứng ở bên vách núi đen hoặc là những cái map bên Saiyan. Đó, chúng ta có thể tìm nhân vật Bardock để quay trở về quá khứ và chúng ta sẽ có một cái map trên quái mới. Các bạn thử nghĩ xem, đã bao nhiêu lâu rồi chúng ta không có map trên quái mới nhá. Ngoài ba hành tinh đó là Saiyan, Namek và trái đất, chúng ta có thêm ba map nâng cao, đó là Freeze này, Tương Lai và Cooler. Còn lại tất cả những cái map hiện tại đó đều là phụ bản và nó chỉ đi vào trong cái thời gian nhất định và những cái ngành nhất định thôi. Nói chung không thể nào mà để trên quái được. Thì đã rất là lâu rồi chúng ta không có một cái map trên quái mới đúng không? Thì đây là một cái đề xuất khá là hay. Chúng ta sẽ quay trở về quá khứ để gặp bố của Goku, tức là Bardock ấy. Và sẽ có một boss tên là Chi Lực. Đó, chính là boss này. Đánh nhau với boss này và sẽ được những cái vật phẩm tùy đó, và chúng ta sẽ có những cái map trên quái mới với những và những con quái sẽ là những cái đệ tử của thằng này đó, ok chưa, và dân làng đó. Nó đề xuất của mình như thế, thì các bạn nếu thấy hay thì đừng quên like clip này giúp mình nhá, và chia sẻ đến đến cho admin. Hy vọng một ngày nào đó những cái ý tưởng rất là hay này sẽ được áp dụng vào game. Và mình tin là nếu mà áp dụng được những cái ý tưởng này vào game thì game chắc chắn sẽ có đi lên. Đó. Chứ không phải là nghe fix vớ va vẩn cuối cùng là anh em bỏ game hết thế này đâu. Ok chưa? Thì ok, bây giờ là đến cái lý do mà tại sao để mà làm được những cái một cái gì đó mới mẻ ấy, nó không phải là chuyện đơn giản, không phải là chỉ việc là thiếu ý tưởng. Có ý tưởng là làm được luôn thì nó đơn giản quá các bạn ạ. Bởi vì game nó hoạt động dựa trên những cái dòng lệnh, dòng code đấy các bạn. Và nếu mà không xử lý tốt ấy thì nó sẽ có rất là nhiều những cái lỗi, những cái bug, những cái bung ấy các bạn đó. Nó bung rất là, nó có bug rất là nghiêm trọng nếu mà không được xử lý kỹ. Và trước mình học ở FPT thì có một ông thầy, ông nó từng nói với mình là kỹ thuật có giỏi đến mấy thì kiểu gì cũng sẽ có lỗi, không một kỹ thuật nào làm một dự án mà không xảy ra lỗi cả, nên là chỗ quan trọng là chúng ta phải test thật là kỹ đó, để mà tạo ra được một cái map ấy, thì cái thời gian tạo tạo map và cái thời gian test nó ngang nhau rồi các bạn. Nếu mất 1 tháng để tạo ra một cái map này thì có thể chúng ta sẽ mất đến khoảng 2 đến 3 tháng để test thử cái map đấy để chắc chắn rằng nó không xảy ra những cái lỗi gì đó. Nói chung các bạn phải học về lập trình các bạn mới hiểu được, chứ không phải là cứ thiếu ý tưởng là cứ có ý tưởng là làm được luôn đâu. Đó, nó liên quan nhiều thứ, còn liên quan đến cả đồ họa này, vẽ map các thứ, chi phí rất là tốn kém, nên là các bạn cũng nên hiểu một phần cho admin. Nhưng mà mình vẫn hy vọng vào một ngày nào đó những cái ý tưởng của chúng ta sẽ có thể trở thành hiện thực. Ok, rồi thì chắc là clip mình sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sắp tới. Bye bye.